Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chưa? Nhưng mà chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu để các bạn có thể cùng tham gia với chị trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhá. Chị mong rằng là các bạn đều đã có thể nhận được thông báo từ chị để tham gia cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay rồi. Chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu nha, được không nào? Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các em, xin chào các bạn. Chúng mình sẽ cùng đợi mọi người lên tham gia cùng với chị Hiên một chút xíu nha. À, đúng rồi, dành cho lớp 12 các bạn nhé. Tại vì là mấy hôm vừa rồi thì chị vẫn bị đau họng ý. Mà kể cả đến ngày hôm nay thì hiện tại chị vẫn cũng đang đau họng nhưng cũng đỡ hơn một chút xíu rồi. Thế nên là chị muốn là không làm gọi là như thế nào nhở, nhỡ mất lịch của các bạn nữa. Mà chị muốn là chúng mình sẽ có một cái buổi để gặp gỡ nhau luôn trong ngày hôm nay. Nên rất hy vọng là nếu như chúng mình đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá. Ok không nào? Được không ạ? Các bạn ơi, chúng mình sẽ có một cái buổi gặp gỡ trong ngày hôm nay. Thế à? Cảm ơn chị nhiều nhé. Vì nhờ có chị mà điểm văn của em đã được cải thiện. Chị nghĩ rằng là khóa học ngày hôm nay ấy, chị giới thiệu cho các bạn ấy, sẽ còn là một cái khóa học giúp cho các bạn có thể gọi là cải thiện thêm được về cách viết văn của mình đấy. Ok không nào? Thế nên chị rất hy vọng là nếu như bây giờ các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nha. Nếu như trong buổi ngày hôm nay mà chị có ho thì các bạn cũng sẽ tha thứ cho chị nhá. Bởi vì là như chị đã nói rồi, hiện tại thì đấy, bụi mịn khiến cho giống như kiểu là vẫn đang đấy, chỉ trầu trực để ho thôi các em ạ. Nhưng mà không thể làm nhỡ lịch của chúng mình thêm nữa. Từ ngày hôm nay thì mọi lớp học của chị cũng sẽ quay trở lại bình thường rồi. Nên là chị cũng rất vui vì ngày hôm nay được gặp các em. Hãy tiếp thêm tinh thần cho chị và tiếp thêm tinh thần cho chính các em nữa, bằng cách là chúng mình hãy thả thật là nhiều tim được không ạ? Thả thật là nhiều tim cho chị trong ngày hôm nay được không? Ok không? Nhất trí không? Hello, xin chào các bạn, xin chào các em. À, thế à, giờ em mới nhận ra chị cùng quê với em á. Thế á, biết chị quê ở đâu không mà bảo giờ em nhận ra chị cùng quê với em. Tag thêm những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này giúp chị Hiên nhá. Ok không ạ? À, xin chào các bạn, xin chào các em. Chị còn thấy các bạn ở lớp CLC của học văn chị Hiên đang có mặt ở đây đây này. Vào để ủng hộ chị Hiên đúng không? Và biết đâu nhận được quà của chị Hiên nữa đúng không? Ok, nhất trí. Vậy thì các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu buổi học ngày hôm nay với chị nhá. Và chị rất hy vọng rằng là sau buổi học ngày hôm nay, các bạn có thể có được cho mình một cái lựa chọn rằng là có nên tiếp tục đồng hành cùng với chị Hiên trong khóa học cốt văn này hay không nhá. Ok không ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Nếu như mà chúng mình đã sẵn sàng rồi thì hãy để lại comment tại đây để chị biết nhá. À, chị biết rồi Hoàng ơi, chị nhìn thấy em rồi. Thế anh vào đây làm gì đấy hả anh Hoàng? Hả? Anh vào đây làm gì đấy? Anh vào xem phần phát trực tiếp này để làm gì đấy? Hả? Rồi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, chúng mình đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu như chúng mình đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Để lại comment tại đây để chị Hiên biết nhá. Ok không ạ? Có vẻ như là Facebook của chị kiểu như là trên điện thoại không đọc được hết tin nhắn hay sao á. Nhất trí, nếu như các bạn đã sẵn sàng thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu những phần nội dung trong buổi ngày hôm nay nhé. Các bạn ơi, nói về những phần nội dung trong buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu thứ nhất, lộ trình của khóa học cốt văn này là gì, phù hợp với những đối tượng nào. Và phần thứ hai, chúng mình sẽ cùng thử học với nhau nhá. Ok không ạ? Chị sẽ nói luôn
về cái ưu đãi trong ngày hôm nay đối với tất cả các bạn để chị cập nhật ưu đãi cho chúng mình ạ. À, ưu đãi cho chúng mình trong ngày hôm nay, đây chị đã cập nhật được rồi ạ. À, hiện tại thì học phí của khóa học này là 599.000. Nhưng đối với những bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay, được không ạ? Những bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có được mức học phí là 499.000 nhá. Được không ạ? Chúng mình sẽ có được cái mức học phí là 499.000 nha. Ok chưa nào? Và với một cái điều kiện là chúng mình sẽ cùng rủ nhau để ghép nhóm. Ví dụ như là bạn Kim Anh ghép nhóm với bạn Trúc Vi, ghép nhóm với bạn Tường Vi, ghép nhóm với bạn Trường, với bạn Trang. Đấy, 5 bạn thì là chúng mình sẽ có được cái mức học phí là 499.000 nhá. Ok chưa ạ? Đấy sẽ là cái ưu đãi dành cho chúng mình trong ngày hôm nay. Và đấy là cái mức học phí dành cho các bạn trong ngày hôm nay. Ok không ạ? Sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc, có nghĩa là sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc thì chị sẽ xóa luôn cái phần phát trực tiếp này. Nên thành ra là hãy tập trung ở đây giúp cho chị Hiên ạ. Và nếu như các bạn muốn đăng ký khóa học này ngay sau khi học thử cùng với chị trong ngày hôm nay thì nhớ là nhắn tin vào fanpage Học Văn Chị Hiên và có thể là chủ động nhắn gọi là đăng các cái bài để tìm nhóm của các em, tìm được nhóm 5 bạn để được hưởng cái ưu đãi học phí là 499.000 cho khóa học này chúng mình nhá. Ok không ạ? Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, nhà thơ Xuân Quỳnh từng viết trong những vần thơ của mình mà khiến cho chị cảm thấy cực kỳ ấn tượng. Không biết các bạn có biết tới cái phần những vần thơ này không? Đó chính là nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Còn đối với bản thân của chị thì có lẽ điều mà chị cảm thấy lo lắng nhất là đến một ngày các bạn không có những cái cảm xúc đối với môn văn nữa thì sao? Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy đây là một cái môn học rất là nhàm chán, rất là mệt mỏi. Và chúng ta không muốn theo đuổi cái môn học này nữa bởi vì nó quá nhàm chán và mệt mỏi. Thế nhưng chị chỉ mong rằng trong những giây phút mà bản thân các bạn cảm thấy mất niềm tin vào môn học cực kỳ đẹp đẽ này thì ngày hôm nay hãy nhớ tới buổi học này để tự cho mình một cái tuyên ngôn rằng nếu ngày mai mà em không học văn nữa thì có lẽ những cái cảm xúc trong chính em đã vơi cạn rồi. Thế nên em nhất định sẽ kiên cường trong hành trình mà mình đang đi và cố gắng để có thể kiến tạo, để có thể viết được những bài viết mà sau khi viết xong rồi em cảm thấy vui và hạnh phúc về bài viết mà em đã vừa hoàn thành. Được không ạ? Thêm một chiếc lá rụng thế là thành mùa thu, thêm một tiếng chim gù thành ban mai tinh khiết. Nhưng mà tôi cũng biết thêm một lắm điều hay, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta đang thêm một đây. Chúng ta biết thêm một thông tin nữa về một cái khóa học rất là hiệu quả, rất là thú vị, rất là bổ ích cùng với chị Hiên đây. Đó là khóa học cốt văn. Mời các bạn cùng xem phần slide ở đây giúp chị nhé. Đây sẽ là lộ trình dành cho khóa học cốt văn của chúng mình. Được không ạ? Tại vì sao mà chị nói rằng là cái khóa học này sẽ cực kỳ phù hợp đối với những bạn đang muốn cải thiện việc viết nghị luận văn học của mình. Từ trước đến giờ, các bạn chỉ học những cái phần kiến thức nền. Có nghĩa là các bạn sẽ chỉ học, đây là bài thơ Tây Tiến nhá. Và 14 câu thơ đầu nói về nội dung đó là hình tượng người lính Tây Tiến trên cái chặng đường hành quân gian khổ trên cái phong nền của thiên nhiên miền Tây. Hay là các bạn sẽ học 8 câu thơ tiếp theo là sẽ nói về nội dung đó chính là gì nhỉ? Đó chính là đoàn binh Tây Tiến trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại vào một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. Thế nhưng khi chúng ta gặp một cái đề bài là phân tích 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, từ đó làm rõ chất thơ riêng biệt của nhà thơ Quang Dũng thì bắt đầu các bạn rất bối rối. Nếu như bây giờ bảo các bạn là ngồi trình bày lại về cái nội dung
của 14 câu thơ đầu. Có lẽ là các bạn sẽ làm được đấy, bằng cách là các bạn sẽ gạch những cái phần nội dung đó ra. Nhưng nếu như bây giờ mà bảo các bạn là em viết một cái bài văn thì có lẽ đó sẽ là điều đau đầu với các em đấy. Nếu như bạn nào đang cảm thấy rằng đứng trước mỗi cái đề bài nghị luận văn học mà em đang cảm thấy cực kỳ bối rối, em chưa biết viết như thế nào để cho có thể hay, để cho có thể cảm thấy thoải mái sau khi viết xong bài viết của mình, thì hãy giơ tay hoặc thả tim cho chị Hiên biết được không ạ? Vì chị tin rằng đây chính là những điều mà các bạn đang cần đấy. Chúng mình sẽ có 12 buổi học cùng với nhau. Ở trong 10 buổi đầu tiên, chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi về kiến thức và kỹ năng nhé. Đối với buổi thứ nhất, thứ hai, chúng mình sẽ trọng tâm để cùng đi thiết lập về bố cục bài phân tích thơ. Đến buổi thứ ba, thứ tư, thứ năm, chúng ta sẽ có 3 buổi để trao đổi về phương pháp, về bố cục phân tích văn xuôi. Buổi số 6, số 7, số 8, buổi số 6, số 7, buổi số 6, chúng ta sẽ có một buổi luyện tập. Buổi số 7, chúng ta có buổi thực hành so sánh văn học, hay nói cách khác là cách để chúng mình đưa liên hệ mở rộng vào trong bài phân tích của các bạn. Buổi thứ 8, chúng mình sẽ thiết lập đoạn văn để làm rõ về yêu cầu phụ trong bài phân tích. Yêu cầu phụ thì thường sẽ chiếm tới từ 0,5 cho tới 0,75 điểm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Và chị thấy rằng là cái phần này là phần đôi khi rất khó đối với các bạn. Đôi khi các em rất mong muốn có thể làm được một cái phần đấy trọn vẹn, nhưng mà dường như chúng ta cảm thấy tự thất vọng với chính bản thân mình, bởi vì đôi khi mình viết xong phần đó, mình còn không hiểu là mình vừa viết cái gì cơ mà. Mình sẽ học cả về cách đưa lý luận văn học, được không ạ, vào bài phân tích nhá. Thì đấy sẽ là những cái nội dung mà chị cung cấp cho chúng mình. Các bạn ơi, khóa học này như chị đã nói, trong ngày hôm nay, mức học phí sẽ là 499.000. Tức là đó là đã được giảm 100.000 khi các bạn đăng ký khóa học này rồi. Thế nên là nếu như bạn nào mà muốn đồng hành cùng với chị Hiên, chị nghĩ rằng là chị không không cam kết là chị sẽ giúp cho các bạn ngay lập tức trở nên pro hơn, lên một cái level mới khi các bạn viết nghị luận văn học đâu. Nhưng chị sẽ cam kết với các em là nếu như các bạn làm được với tất cả những gì mà chị trao đổi cùng với chúng mình, 4 cộng trên 5 điểm của nghị luận văn học là chắc trong lòng bàn tay. Nhưng hãy nhớ nhá, là phải tham gia buổi học đầy đủ, phải luyện tập đầy đủ cùng với chị và cố gắng hỏi chị nhiều nhất có thể. Thì đấy sẽ là những cái yếu tố tiên quyết để chúng mình có thể đạt được những gì giống như chị vừa nói. Mỗi tuần chúng mình sẽ cùng với nhau học một hay hai buổi, thì sẽ đợi chị ở trong buổi khai giảng chính thức sẽ diễn ra vào cuối tuần tới, tức là sang tuần nha. Sang tuần là chúng mình sẽ có buổi khai giảng và bắt đầu triển luôn. Và các bạn có thể dùng những cái này để các bạn tiến hành thi cuối học kỳ rất là ok luôn. Được không nào? Ok không ạ? Được không? Được không? Thì các em ơi, đây sẽ là lộ trình của khóa học Cốt Văn, một khóa học rất đặc biệt để chúng mình cùng với nhau học chuyên sâu về một kỹ năng duy nhất, đó là viết nghị luận văn học. Đối với các bạn lớp 12, đây là cái phần chiếm tới 5 điểm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Nên nếu như bạn nào muốn tăng cái khả năng viết của mình thì sau buổi ngày hôm nay có thể đăng ký khóa học Cốt Văn nhá. Ok chưa ạ? Đó là về lộ trình học, có bạn nào thắc mắc gì về lộ trình học không ạ? Nào, có bạn nào thắc mắc gì về lộ trình học không? Có bạn nào thắc mắc gì về lộ trình học không ạ? Sau khi các bạn đã đăng ký thành công khóa học Cốt Văn, các bạn sẽ được nhận một cái ấn phẩm siêu xinh đẹp đến từ Học Văn chị Hiên. Được không nào? Các bạn sẽ nhận được một cái ấn phẩm siêu xinh đẹp đến từ Học Văn chị Hiên. Và đây, chị đang truy tìm cái ấn phẩm đó cho các bạn. Đây là ấn phẩm được tặng kèm ạ. Tức là ngày hôm nay nếu như các bạn đăng ký á, thì các bạn vừa gì? Các bạn vừa được giảm học phí mà các bạn lại còn vừa được tặng kèm một cái ấn phẩm khi mà các bạn, đây ạ, khi mà các bạn lựa chọn cái khóa học này. Đây cũng là một trong số những cái khóa học hiếm hoi được tặng ấn phẩm tặng kèm tài liệu khóa học Cốt Văn cùng em lập trình bài văn ấn tượng nhá.
cùng em lập trình bài văn ấn tượng. Ok chưa nào? Thế nên là chị rất là hy vọng các em có thể dành một chút thời gian để tìm hiểu về cái khóa học này, và nếu cảm thấy phù hợp thì có thể tham gia cùng với chị nhá. Ok chưa ạ? Thì đấy là về lộ trình, có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Nếu mà không thắc mắc gì thì ngay bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một cái phần nội dung nho nhỏ trong buổi ngày hôm nay mà chị cùng trao đổi với các bạn nhé. Nhất trí không ạ? À? Các bạn có đồng ý là bây giờ chúng mình sẽ ngay lập tức đi tìm hiểu một cái phần nội dung cùng với chị Hiên không nào? Các bạn có đồng ý không ạ? À? Các bạn có đồng ý không? Nếu đồng ý thả tim cho chị Hiên biết nhá. Tại vì không có đọc được nhiều comment đâu. Các em ạ, à, chị không đọc được nhiều comment của các bạn đâu. Đó, thế nên là bây giờ nhiều khi là toàn phải hỏi là thế thả tim cho chị đi thôi. Bởi vì đâu có đọc được nhiều comment đâu. Ồ, thế mới mệt chứ lị. Rồi, nhất trí nhá. Đồng ý luôn à? Ok nhá. Thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Em ơi, cái khóa học này thì sẽ phù hợp nhất cho các bạn, cho các anh chị lớp 12 thôi. Còn nếu như mà em học lớp 8 ấy thì em có thể tham khảo nhá. Em có thể tham khảo khóa học, em có thể tham khảo khóa học dành cho các bạn học sinh lớp 8 nhá. Còn ngày hôm nay chúng mình dành cái sân chơi cho các anh chị lớp 12 nhá. Nhất trí không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá. Các bạn thân mến, đây là cái nội dung của cái quyển Cốt Văn đấy ạ. Đây là cái nội dung của quyển Cốt Văn đấy ạ. Thì ở trong cái buổi đầu tiên này, chúng ta có tổng quan về nghị luận văn học. Và chúng ta sẽ đi tiến hành phân tích và cảm nhận thơ. Được không ạ? Đây sẽ là cái nội dung mà chúng mình cùng với nhau đi tìm hiểu. À, các bạn thân mến, bắt đầu cho bài học ngày hôm nay thì chị rất là muốn hỏi chúng mình. Khi mà các em viết bài nghị luận văn học á, chúng mình sẽ cùng xem nhá. Câu hỏi đầu tiên nhá. Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho chúng mình đó chính là khi các bạn viết nghị luận văn học ấy thì các bạn thường cảm thấy khó khăn là gì? À, khó khăn của em khi viết bài nghị luận văn học là gì ạ? Nào, đây sẽ là cái câu hỏi đầu tiên của chị dành cho các bạn. Nào, các bạn ơi, cái khó khăn của các bạn khi các em viết bài nghị luận văn học là gì? Hãy để lại đây để chị Hiên biết nhé. Điều này cực kỳ quan trọng đối với chị đấy. Tại vì sao chị lại nói rằng là điều này cực kỳ quan trọng với chị? Bởi vì nếu như chị không biết được các bạn đang cảm thấy khó khăn ở đâu thì sẽ rất khó để có thể tìm ra được cái giải pháp cho các bạn. Nhưng nếu như chị đã nhìn thấy cái nỗi sợ hãi của các bạn rồi thì chị sẽ lại cảm thấy là cái việc để giúp cho các em bước qua nỗi sợ hãi đó là một điều rất bình thường. À, rồi, Tuyết Mai nói rằng chị Hiên ơi, em rất khó khăn ở phần mở bài chị ạ. Ok. Tô Tuấn Phát thì lại bảo chị là đưa dẫn chứng ạ. Thế thì bây giờ tôi mới đang hỏi là không biết là đưa dẫn chứng ở đây là dẫn chứng gì. Đó, nhá. Hải Yến thì bảo với chị là em phân tích chưa được sâu ạ. À, phân tích chưa được sâu này. Ok. À, Nhung thì lại bảo với chị là em còn chưa cả biết diễn đạt cơ. Ồ, thế à, chưa biết diễn đạt. Thế thì các bạn ơi, chúng mình có thể nhìn thấy ở đây này. À, chưa biết viết mở bài và liên hệ mở rộng mà. Ồ, Trúc Vi thì bảo là sự liên kết với nhau à. Đức Nhật, khó khăn của em là không biết cách đưa bình luận văn học vào trong bài làm à. Ok, nhất trí. Vậy là chị thấy ở đây rồi. À, em không biết chuyển văn nói thành văn viết à. Giống như kiểu là đây là một bài thơ rất là hay, đây là một bài thơ rất là hình ảnh rất là đẹp, kiểu thế à. Rồi, nhất trí. À, Đức Nghiêm cũng bảo với chị là em chưa biết diễn đạt. Cẩm Nghi thì bảo là phần chuyển ý giữa các đoạn á chị. À, Cát Tiên thì bảo với chị là em diễn đạt khô khan. Ồ, thế à. Thế thì chúng mình có thể nhìn thấy là có rất là nhiều những cái giống như kiểu là khó khăn của các bạn ở đây ấy.
Nhưng các em biết không, nếu như ngày hôm nay các em đang ở đây và tự nhìn nhận ra những cái khó khăn của mình rồi, chị tin chắc chắn rằng đây chính là bước chuyển mình đầu tiên rất là gì ạ? Rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có cơ hội để nhìn ra những điều chưa tốt từ trong chính bản thân mình. Những cái lỗi, hay nói cách khác, những cái khó khăn mà đối với bản thân của chị khi tiếp cận cùng với các bạn, chị thấy các bạn thường hay mắc. Các em xem có đúng không nhá. Cái thứ nhất, đó là các bạn thậm chí nha, đó là không biết phương pháp thiết lập bố cục. Tức là thậm chí các em còn không cả biết là mở bài viết cái gì, thân bài viết cái gì và kết bài viết cái gì cơ mà. Được không ạ? Tệ đến mức như thế cơ mà. Nhưng các em ơi, nó là câu chuyện có thật đấy ạ. À. Bởi vì có nhiều bạn bây giờ còn không biết là trong mở bài mình cần phải đảm bảo những ý gì cơ mà. Đây là chị nói thật. Cái thứ hai, đó là nhiều bạn ấy thì không biết sử dụng linh hoạt kiến thức nền. Được không ạ? Cái này sẽ thường gặp nhất, đó là ở trong những cái bài phân tích văn xuôi. Chị lấy ví dụ nhá. Đề bài người ta đưa ra là phân tích vẻ đẹp hung bạo của sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân chẳng hạn, đúng không? Thế thì rõ ràng là ở đây người ta chỉ hỏi về vẻ đẹp hung bạo thôi. Thế thì rõ ràng là mình phải list ra được những cái ý dẫn chứng thể hiện cho sự hung bạo là gì ạ? Là chúng ta sẽ có là đá bờ sông dựng vách thành, đúng không? Chúng ta sẽ có là mặt gành hát lóng, chúng ta sẽ có quán tà Mường Vát, chúng ta sẽ có thác nước, chúng ta sẽ có trùng vi thạch trận. Năm ý, đúng không? Và chúng ta sẽ phải sử dụng thêm cả cái nội dung nữa, đó là trình bày khái quát về hình tượng sông Đà và tại sao lại là hình tượng con sông Đà trong cái tác phẩm này mà không phải là một con sông nào khác nhá, mà không phải là một con sông nào khác. Thế thì ở đây nhiều bạn mặc dù đã có kiến thức nền, đi học cô cho gọi là tìm hiểu về Người lái đò sông Đà rồi, u là trời, nhiều kiến thức hay lắm. Ôi, Nguyễn Tuân là thầy phù thủy ngôn từ, là người luyện đan ngôn ngữ. Nguyễn Tuân là người là gì ạ? À, là nhà phu, là một cái người phu chữ. Rồi thì con sông Đà được giới thiệu có tên gọi ban đầu là, đúng không ạ? Rất nhiều những thông tin được viết về sông Đà và được ghi lại về sông Đà. Nhưng khi mà để cho các bạn vào cái đề bài này, các em bắt đầu bối rối. Ồ, thế thì mình phải 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 sử dụng kiến thức nền gì đây? Mình cần phải đưa những cái phần nào trong kiến thức nền vào đây? Các em bắt đầu bối rối. Thật ra chị nghĩ cái chuyện bối rối là chuyện rất bình thường, bởi vì cái việc mới chỉ cung cấp cho các bạn kiến thức nền thì chỉ mới dừng lại ở việc là để các bạn hiểu về cái văn bản đó thôi. Về cái hình tượng đó thôi. Còn nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu, đó là giúp cho các bạn có thể gọi là sử dụng cái kiến thức nền một cách hợp lý. Thậm chí có nhiều đề bài khi mà đọc xong thì các bạn sẽ thấy nó rất là dài. Nhưng mà cái việc chúng mình cần phải làm đó là linh hoạt kiến thức nền, để làm sao chúng ta áp nó vào một cái khung thời gian hợp lý, viết được một bài viết hợp lý để đạt được cái số điểm hợp lý, và đương nhiên phải là một số điểm cao. Được không ạ? Thế thì đây cũng là một trong những cái lỗi chị thấy các bạn rất hay gặp. Ngoài ra, các bạn bị những cái lỗi ví dụ như là kiểu diễn đạt ấy, những cái lỗi về diễn đạt ấy. Ví dụ như là dùng sai từ này, hay là bí từ này, hay là văn nói này. Thì tất cả những cái này chị quy về cái lỗi diễn đạt. Và các em ơi, cái lỗi diễn đạt này thì nó thực sự phải là cả một cái hành trình nhá. Thực sự phải là cả một cái hành trình để các bạn đi, để các bạn tìm hiểu, để các bạn luyện tập, chứ không phải là các em học cùng với chị 10 buổi xong là các bạn xong cái phần diễn đạt đâu. Chị nghĩ là các bạn sẽ học được nhiều thứ, được nhiều kinh nghiệm để chúng mình sử dụng từ ngữ cho phù hợp. Thậm chí là nó có cả một cái hệ thống các từ ngữ giúp cho các bạn có thể dùng trong những cái bài nghị luận mà. Những cái từ ngữ đấy sẽ, nó chỉ làm những cái mẹo, những cái tip rất là nhỏ thôi. Nhưng nếu như chúng ta linh hoạt thì chúng ta cũng có thể sử dụng nó rất là hiệu quả.
lỗi về diễn đạt. Ngoài ra thì các bạn còn bị bí ý tưởng và các bạn chưa biết cân bằng thời gian. Đó, chị lấy một cái ví dụ như thế này về ý tưởng. Đề bài cho chúng mình là phân tích 5 khổ thơ đầu trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? 5 khổ thơ đầu trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nếu là các em, theo cách tư duy của các em sẽ bắt đầu mở bài của mình như thế nào đây ạ? Nào chúng mình ơi, bây giờ chị thử đặt một cái vấn đề để các bạn thử giải đáp cho chị xem. Nếu là các bạn mà bây giờ chúng mình có một cái đề bài đó là phân tích 5 khổ thơ đầu trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, thì các bạn định triển khai ý tưởng như nào? Chị rất muốn lắng nghe điều này ạ. Tại vì chị cho rằng là, bản thân chị cho rằng là nếu như mà các bạn nghĩ được ngay từ đầu những cái ý tưởng hay cho một cái đề bài được đặt ra, thì đảm bảo luôn là cái phần viết của các bạn cũng sẽ trôi chảy hơn rất nhiều. Và đây đôi khi là một cái các bạn rất là thiếu nhá. Đó chính là ý tưởng cho bài viết. Nào các em, các bạn thử nêu ra, các em thử rồi gọi là suy nghĩ nào. Suy nghĩ một chút xíu nào, sử dụng cái chất xám của mình một chút xíu để nói cho chị Hiên biết là ví dụ đối với cái đề bài này, đối với một cái đề bài chị đưa ra ở đây, thì theo các em sẽ triển khai cái ý tưởng trước tiên cho phần mở bài như thế nào. Bởi vì phần mở bài chính là cái phần mở ra cả bài viết của chúng mình. Nó cũng sẽ là một trong những cái yếu tố để các bạn có thể chủ động tạo ấn tượng đối với người viết mà. Đúng không? À, chị xin lỗi, đối với người đọc bài của các bạn mà. Nên là chị đang rất muốn là lắng nghe xem là các bạn ơi, các bạn muốn triển khai ý tưởng của cái bài này như thế nào ạ? Chúng mình muốn triển khai ý tưởng như thế nào ạ? Ồ, tác giả, tác phẩm dẫn dắt yêu cầu của đề bài và nêu nội dung của đoạn thơ trên. Nhất trí, đây cũng là một cách đúng, một cách an toàn, phải không ạ? Đây là một cách đúng, đây là một cái cách an toàn dành cho chúng mình. Văn học là lĩnh vực của sự độc đáo, rồi đến văn học trong Xuân Quỳnh và nghệ thuật là trong 5 đoạn trích Sóng. Ok, được, nào. Tiếp tục các ý tưởng khác đi ạ. Chị cho rằng cái việc để các bạn có thời gian để thiết lập ý tưởng cũng là một trong những cái cực kỳ quan trọng nhỉ. Thế còn các bạn khác, các em sẽ lên ý tưởng như thế nào cho một cái đề bài như thế này? Còn đối với chị á, thì chị thấy rằng chị có thể nghĩ ra được khoảng tầm 10 ý tưởng về mở bài cho bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Các em tin không? Các bạn tin là chị có thể nghĩ ra được 10 cách không? Các bạn có thể tin là chị nghĩ ra được 10 cách không ạ? Các em có tin không? Và chị đã nói rồi, thật ra đôi khi vượt lên trên cả cái kiến thức mà các bạn nhận được từ gì ạ? Các bạn nhận được từ bản thân chị khi mà các em học cùng khóa cốt với chị. Thì đó còn là cái cách để chúng mình xây dựng ý tưởng và triển khai ý tưởng. Đấy mới là cái quan trọng. Nào các em tin không? Chị sẽ thử làm cho các bạn để các bạn tin nhá. Được không ạ? Chị sẽ thử làm cho các bạn để các bạn tin nhá. Ok, rồi chúng mình ơi. Chúng mình sẽ có cách thứ nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể đi từ tác giả Xuân Quỳnh. Đúng không? Mà từ tác giả Xuân Quỳnh thì chúng ta lại có quá nhiều cách chia nhỏ hơn này. Trước tiên đi từ giọng thơ đi. Đúng không ạ? À, được không nào? Đi theo một cái cách mở bài. Đó là gì nhỉ? Đó là... chúng ta có thể đi theo một cái cách mở bài đó là giọng thơ. Có ai đó đã từng nói rằng điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ chính là giọng nói của riêng mình. Trong nếu như nhà thơ Quang Dũng gây ấn tượng đối với bạn đọc bằng một cái giọng thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa, nhà thơ Tố Hữu lại để lại ấn tượng đậm nét đối với độc giả bằng một cái giọng thơ trữ tình chính trị. Thì đến với những trang thơ của Xuân Quỳnh, ta thấy sóng sánh trong những vần thơ xanh ấy, còn mãi xanh ấy, là tiếng nói của một người phụ nữ khao khát tình yêu, thể hiện một cái giọng thơ vừa gần gũi, dịu dàng,
đúng không ạ? Vừa chân thật, hồn hậu tự nhiên và chất chứa những trăn trở và âu lo trong những cái khát vọng thường trực ấy. Đấy, xong dẫn vào. Cách thứ nhất nhá. Cách thứ hai mình có thể đi từ cái lời tự bạch của Xuân Quỳnh. À, được không ạ? Đấy, chị đã nói rồi. Trong ngày hôm nay chị có thể ho, bởi vì chị đang bị ho mà. Chúng mình ơi, được không ạ? Thế bây giờ chúng mình có thể đi từ lời tự bạch của Xuân Quỳnh. À, có một nữ nghệ sĩ hay có một nữ nhà thơ đã từng viết trong những thi trong vần thơ, trong thi phẩm của mình: "Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc." Đúng không ạ? Và người nghệ sĩ ấy may mắn sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Không ai khác, đó là nhà thơ Xuân Quỳnh. Dẫn vào, cả cuộc đời của mình Xuân Quỳnh đã viết, đúng không ạ? Cả cuộc đời của mình Xuân Quỳnh đã sống, đã làm báo và viết thơ bằng tất cả những hơi thở nồng nàn và chân thành nhất của mình. À, xong một trong số những cái thi phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của Xuân Quỳnh là bài thơ Sóng. Xong dẫn vào cách số 2. Cách số 3, chúng mình còn có thể đi được từ một cái cách mà chị tin rất ít bạn có thể nghĩ đến. Đó là gì các em biết không? Đó là chị đi từ thơ của Lưu Quang Vũ. Thì các bạn đều biết rằng là chồng của Xuân Quỳnh chính là nhà thơ Lưu Quang Vũ, là mối tình thứ hai. Đúng không ạ? Là mối tình thứ hai, là cuộc hôn nhân thứ hai của Xuân Quỳnh. Thế thì mình mới bảo là cái bài thơ này viết năm 1967 thì liên quan gì, bởi vì lúc đấy là Lưu Quang Vũ chưa có lấy Xuân Quỳnh. Đấy, đúng không ạ? Thế thì bắt đầu mình mới đặt ra cái câu hỏi như thế. Nhưng sẽ có cách dẫn dắt để mình hợp lý hóa nó nhá. Có một cái bài thơ vô cùng tiêu biểu của nhà thơ Lưu Quang Vũ viết về tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ trong thời gian mà họ sống bên cạnh nhau. Đó là bài thơ Nhà Chật. Không biết các bạn có biết không ạ? À, nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Chỉ có mấy thước vuông thôi, thế nhưng khoảng không gian bé nhỏ ấy lại là nơi nhen lên biết bao nhiêu những tình cảm, biết bao nhiêu những xúc cảm để Xuân Quỳnh hay Lưu Quang Vũ đặt để vào trong những tác phẩm của mình. Chấm. Không chỉ đến khi kết hôn với Lưu Quang Vũ, những tình cảm trong Xuân Quỳnh mới nảy mầm, mà trước đó, trong gì ạ, khi đã trải qua những cái đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cũng đã có những thời điểm Xuân Quỳnh thổn thức, cất lên những cái cảm xúc từ trong trái tim chân thật của mình thành những vần thơ, và điều đó được tái hiện qua thi phẩm Sóng của nhà thơ này. Ví dụ thế. Đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là không liên quan mà, nhưng tôi vẫn khiến cho nó liên quan. Đấy là cách số 3. Hay là cách số 4, mình có thể sử dụng một cái cách nữa cũng được, tưởng rằng không liên quan, nhưng nếu như mình biết cách dẫn dắt thì nó lại liên quan. Đấy là mình sẽ có nhá. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư từng tâm sự: "Gì lừng lơ cũng được, chỉ tình yêu là không." Chính những lời viết ấy đã khiến cho mỗi chúng ta có những phút giây lắng lại và nghĩ về tình yêu mà mình đang nắm giữ. Có lẽ trong một thời điểm nào đó, Xuân Quỳnh cũng đã dừng lại bên những trạm đỗ dừng chân của cảm xúc để có thể lắng nghe trái tim, những nhịp đập từ sâu bên trong của mình thổn thức và cất lời thành tiếng thơ, những tiếng thơ xanh để lại cho bạn đọc nhiều thế hệ. Và một trong số những cái thi phẩm tiêu biểu nhất của Xuân Quỳnh là bài thơ Sóng. Đó, thế thì các bạn hoàn toàn có thể lấy thêm những cái đoạn thơ khác để dẫn vào, ví dụ: "Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào", đúng không ạ? Hay là "Yêu là chết ở trong lòng một ít". Rất nhiều thứ có thể dẫn vào các bạn ạ. Rất nhiều thứ có thể dẫn vào, thậm chí
Mình còn có thể dẫn từ một cái bài thơ khác của Xuân Quỳnh mà mình tưởng rằng chẳng liên quan. Tôi vẫn còn nhớ những tiếng thơ thân thuộc của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ồ, cục cục tác cục ta, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Tiếng thơ của Xuân Quỳnh đã đi vào trong trái tim của tôi bằng những hình ảnh giản đơn mà ấm áp như thế. Đó là ổ trứng hồng bên bàn tay tần tảo của bà. Và không biết từ bao giờ, đọc thơ Xuân Quỳnh, tôi biết quý trọng những tình cảm mà mình đang có. Và kể cả, và gì ạ, nó cũng đã cho tôi hiểu thêm được không chỉ là những cung bậc cảm xúc trong tình cảm gia đình, đó còn là những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Đề tài đã trở thành một địa hạt bí ẩn đối với bất cứ người nghệ sĩ nào xong dẫn vào. À, được không ạ? Thế thì các em ơi, không chỉ là 10 cách đâu ạ. Chị nghĩ nó sẽ là 15 cách và 20 cách. Và 15 cách và 20 cách ấy không chỉ là cái cách để chúng mình viết mở bài đâu ạ, mà nó sẽ là cái hành trình để chúng mình cùng với nhau viết thân bài, viết kết bài, với một cái mục tiêu là tạo ra một cái bài viết nghị luận văn học hay 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 thật là hay, và nó mang đúng cái tâm hồn của chính các em. Không biết có bạn nào ở đây cảm thấy những cái điều mà chị vừa chia sẻ vừa rồi là bổ ích đối với chúng mình không ạ? Nếu như các bạn thấy rằng là nó là những điều bổ ích thì lại thả tim cho chị Hiên biết nhá. Và chị nhắc lại một lần nữa, trong ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được cái voucher giảm giá 100k dành cho khóa học Cốt Văn. Và chị rất hy vọng các bạn có thể nhanh tay đăng ký cái khóa học này và hẹn gặp chị ở trong tuần tới để chị em mình cùng đồng hành với nhau trong một cái hành trình để có thể thiết lập những cái bài nghị luận văn học thật là ấn tượng chúng mình nhá. Ok không ạ? Được không? Được không? Ok không? Rồi. Thì đây là chúng mình đã cùng với nhau vạch ra những cái lỗi các bạn thường gặp. Không biết các bạn có nhìn thấy chính mình ở trong này không ạ? À, không biết các bạn có nhìn thấy chính mình ở trong này không? Đó là một người chưa từng biết đến phương pháp thiết lập bố cục, là một người không biết sử dụng linh hoạt kiến thức nền, là một người gì ạ? À, là một người không biết gặp rất nhiều lỗi về diễn đạt, là một người thường xuyên bí ý tưởng, là một người mà cân bằng thời gian rất là kém. Và đôi khi gặp một cái đề hơi dài một xíu thôi là các bạn bắt đầu phân vân, các bạn bắt đầu lo lắng, không biết bắt đầu từ đâu rồi. Ok. Các em có nhìn thấy chính mình trong này không ạ? Và nếu như các bạn đang nhìn thấy chính mình ở trong những điều này, xin chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn đã tiến gần hơn đến với việc hoàn thiện chính bản thân của mình rồi đấy ạ. Ok chưa nào? Đây là cái phần đầu tiên, khó khăn khi em viết bài nghị luận văn học. Chúng mình sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo nhé. Theo các bạn, à, tổng quan về nghị luận văn học. Các em ơi, nào, các bạn hiểu thế nào là nghị luận văn học ạ? Các bạn hiểu thế nào là nghị luận văn học ạ? Hãy cho chị biết. Các bạn hiểu thế nào là nghị luận văn học ạ? Nghị luận văn học đối với các em là gì? Có phải là một cái thứ lớn lao kinh khủng, giống như kiểu một cái hành trình chúng mình chinh phục đỉnh Olympia không? À, chị nghĩ nó không khó khăn đến mức đó đâu ạ. Vậy thì nghị luận văn học là gì? Là tôi có một vấn đề văn học. Được không ạ? Tôi có thêm gì ạ? Tôi có thêm cái góc nhìn của tôi và tôi thể hiện nó bằng một cái bài văn hoặc bằng một cái đoạn văn, giống như kiểu tôi có vấn đề văn học, tôi có góc nhìn của tôi, bùm, ra một bài văn nghị luận văn học. Được không ạ? Thế thì các em ơi, các bạn hãy nhìn nó bình thường đi. Các em đừng nhìn nó kiểu phức tạp. Bởi vì nếu như các bạn nhìn nó phức tạp thì nó cũng sẽ thành phức tạp à? Nhá. Nếu như các bạn nhìn nó phức tạp nó cũng sẽ thành phức tạp. Thế thì tại vì sao khi mà chị đặt ra cái câu hỏi dành cho các bạn là các bạn hãy đưa ra những cái đánh giá bình luận về bài hát mới của ca sĩ Mono, thì các em, ui, đây là một bài hát nhạc chill cực,
hay cực chị ạ, đẹp trai cực chị ạ, hình ảnh xịn sò cực chị ạ, đầu tư nhiều, nói chung là rất là tuyệt chị ạ. Ồ, thế sao các bạn đưa ra được ngay như thế? Thế tại sao khi mà chị đưa ra một cái đối tượng khác, đó là nhân vật Mị hay là 14 câu thơ đầu trong bài thơ Sóng, 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến, hay là 9 câu thơ đầu trong trích đoạn Đất nước trích trong Trường ca Mặt đường cát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, thì các bạn lại bắt đầu bối rối nhỉ? Các em biết vì sao không? Bởi vì ạ, các em quan tâm đến ca sĩ Mono nhiều hơn là việc học. Các bạn cảm thấy rằng ca sĩ Mono thú vị hơn là một cái bài thơ Tây Tiến nó nằm im trên cái quyển sách giáo khoa ấy. Và chính vì các bạn quan tâm tới cái gì nhiều hơn thì các em sẽ hiểu biết về nó nhiều hơn và các bạn sẽ thích nó nhiều hơn và các bạn sẽ cảm thấy cái việc viết về nó dễ dàng hơn. Đấy là điều chắc chắn mà. Chắc chắn đấy. Được không ạ? Thế nên nếu như để bây giờ làm thế nào để có thể viết được một cái bài nghị luận văn học tốt hơn thì chị cho rằng hãy rút ra cho mình một cái bài học đầu tiên, đó là hãy yêu những tác phẩm văn học hơn. Đây là điều đầu tiên mà chị muốn gửi gắm đến chúng mình ạ. Được không? Đây là điều đầu tiên mà chị muốn gửi gắm đến chúng mình. Và chị cho rằng đây là cái quan trọng nhất. Các em biết không? Chị cũng đã từng rất xúc động. Xúc động đến mức mà sởn hết da gà và đôi mắt của chị cứ long lanh long lanh long lanh. Khi mà chị biết đến tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Chị đã cũng từng cảm thấy rất xúc động và đã có lần trong cái tiến trình chị giảng về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, chị đã từng khóc khi mà kể lại cho các bạn ấy nghe về câu chuyện của 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc, hay nói về những con người thế hệ cha ông của chúng ta đối với các bạn có thể là những điều rất xa xôi rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại thấy nó thêm một lần nữa được tái hiện trong cái bài giảng về Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Và chúng ta cảm thấy là hình như giờ thì chúng ta đã hiểu rằng là tại sao Giang Nam lại viết rằng là xưa yêu quê hương, được không ạ? Vì có chim có bướm, có những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, còn nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Chúng ta thực sự hiểu về những câu đó. Và chúng ta cũng thực sự hiểu hơn về những vần thơ rằng ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Và ta cũng đã hiểu rằng tại sao lại có một người nghệ sĩ viết rằng mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ anh dành riêng cho Đảng, phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Chỉ có một chút xíu thôi ạ. Anh dành tặng cho người anh yêu, để cho cái tình yêu cá nhân của mình vẫn luôn luôn tồn tại trong trái tim, nhưng chỉ coi đó là một phần rất nhỏ. Bởi vì những con người trong năm tháng ấy, họ hiểu rằng cái sứ mệnh họ đang gánh vác trên vai, đó là sứ mệnh của một con người sinh ra trong thời loạn phải giành lại độc lập, tự do về cho đất nước, cho quê hương. Và luôn luôn đặt tất cả những cái tình cảm cá nhân gói trọn vào bên trong, dù rằng nói thật họ cũng chỉ là con người thôi, nhưng họ sẵn sàng giấu tất cả những cái thứ riêng tư đó vào bên trong của mình, để họ đã sống, đã chiến đấu, đã đưa ra một lời tuyên ngôn rằng chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Được không ạ? Các bạn ơi, mỗi tác phẩm văn học nó là một cái thế giới diệu kỳ kinh khủng khiếp nhá. Nó là một cái thế giới diệu kỳ vô cùng ạ. Tây Tiến giúp cho chúng ta yêu thêm đất nước mình trong những năm tháng ấy, giúp chúng ta yêu thêm về những chiến binh Tây Tiến một thuở lừng danh Việt Bắc, cho chúng ta biết được về những năm tháng kháng chiến chống Pháp, để rồi có được chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy, năm châu chấn động địa cầu, 9 năm làm một Điện Biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử bạc. Chúng ta hiểu về hình ảnh con người Việt Bắc, về những người cán bộ Việt Bắc, về những người cán bộ cách mạng.
họ đã sống với nhau bằng những tình cảm đẹp đẽ và đáng trân trọng đến như thế nào. Rồi đến trích đoạn đất nước, chúng ta lại nhận ra rằng thì ra những cái câu hỏi từ trước nay mình vẫn hỏi rằng quê hương là gì hờ mẹ mà cô giáo dạy phải yêu, quê hương là gì hờ mẹ ai đi xa cũng nhớ nhiều, đến nay đã có lời giải đáp. Hay đến với sóng, mình yêu thêm cái tình yêu mà mình đang, cái sự cảm nắng rung rinh mà chính trái tim mình đang có. Và mình nhận ra là có lẽ cũng chính bởi vì tất cả những cung bậc cảm xúc ấy mà Pushkin đã từng đưa ra lời tuyên ngôn rằng tôi yêu em đến nay chừng có thể ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em yêu chân thành, đằm thắm, cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. Đúng không ạ? Pushkin đã viết như thế. Và rất nhiều những người nghệ sĩ khác cũng đã chìm đắm trong tình yêu và viết về tình yêu, trong đó có Xuân Quỳnh mà. Được không nào? Nhá. Hay là chúng ta biết đến người nghệ sĩ Lorca của xứ sở Tây Ban Cầm. Tiếng guitar nâu bầu trời cô gái ấy, tiếng guitar lá xanh biết mấy, tiếng guitar tròn bọt nước vỡ tan, tiếng guitar ròng ròng máu chảy. Biết thêm, yêu thêm về một cái người nghệ sĩ của xứ sở Tây Ban Cầm, sinh ra từ xứ Andalusia xinh đẹp, sinh ra từ núi đồi Granada, cả cuộc đời của mình đã hát, cả cuộc đời của mình đã sáng tác, cả cuộc đời của mình đã sống cho cái gì ạ? Cho một cái mục tiêu là cách tân cái nền nghệ thuật bảo thủ già nua và cằn cỗi. Và thế là mỗi tác phẩm chúng ta đều nhận được những bài học vô cùng đẹp đẽ từ cuộc đời. Hay là chúng ta nhận ra từ chính bên trong mình có một sức sống tiềm tàng giống như cô Mị. Hay là chúng mình nhận ra từ câu chuyện Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, mình luôn biết rằng là chỉ cần còn tình yêu thì sẽ còn sự sống. Và tình yêu chính là hạt mầm nảy nở trong cái gì ạ? Tưởng rằng là cái chết đã kéo đến, nhưng tình yêu chính là hạt mầm để nảy lên những cây đời xanh tươi. Rồi chúng ta biết về những dòng sông quê hương, rất nhiều điều tuyệt vời được đón nhận từ những tác phẩm văn học. Vậy thì các em ơi, hãy một lần, được không ạ? Hãy cho những cái tác phẩm văn học được có cái cơ hội để bước vào trong chính các em, được không? Đây là câu hỏi mà ngày hôm nay chị muốn đặt để ra cho chúng mình. Chị không biết các bạn đã sẵn sàng để làm điều đó chưa? Nhưng nếu như đã có những bạn ngày hôm nay sẵn sàng cho việc để những tác phẩm văn học bước vào trong trái tim của các em, sẵn sàng lăn xả cùng với tác phẩm văn học đó, thì chị tin rằng ngày hôm nay chị đã làm được một điều có ý nghĩa. Không biết các em thế nào ạ? Các em có sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng để cho những cái tác phẩm văn học lăn xả cùng với những cái tác phẩm đó, để cho những tác phẩm đó đi vào trong chính trái tim của các bạn chưa? Các em có sẵn sàng cho điều đấy không? Nếu được thì có thể thả tim để chị Hiên biết được không? Được không ạ? Chị không cần nhiều. Mỗi ngày chị cần giúp cho 5 bạn, 10 bạn yêu môn học này hơn thôi. Thì chị tin rằng sứ mệnh mà chị đang được giao phó, chị cũng đã cố gắng hết sức để có thể làm thực sự. Được không ạ? Rồi chúng mình ơi, vậy thì cái lời khuyên đầu tiên dành cho các bạn đó là hãy yêu môn học này hơn nhá. Và hãy để những cái tác phẩm văn học bước vào trong trái tim của chúng ta nhá. Hãy đối xử với nó công bằng, giống như cách các em yêu thích một bộ phim, giống như cách các em yêu thích một người nghệ sĩ, thì cũng hãy yêu thích những tác phẩm văn học, để cho những tác phẩm văn học đến gần với chúng mình và giúp cho chúng mình có thể có được một cái tâm thế thoải mái khi viết những bài nghị luận văn học chúng mình nhá. Ok không ạ? Rồi, nhất trí. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục. Đó là về khái niệm. Thế thì đối với cái dạng đề nghị luận văn học, chúng ta sẽ có một cái dàn ý. Và cụ thể ngày hôm nay, ví dụ chúng ta có dàn ý về thơ đi. Ok không ạ? Thế thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị, đó chính là cái hình thức hiện tại mà chúng mình đang tìm hiểu nhiều nhất, đó chính là hình thức bài văn. Phải không ạ? Chúng ta đang tìm hiểu đó là hình thức bài văn. Thì ở trong cái hình thức bài văn này, các bạn có thể nhìn vào trong cái cuốn tài liệu
được tặng kèm khi đăng ký khóa học Cốt Văn. Đó chính là phần này. Được không ạ? Đó chính là phần này. Đây là cuốn tài liệu được tặng kèm khi các bạn đăng ký khóa học Cốt Văn. Thì mình sẽ có dàn ý cơ bản của dạng đề phân tích ở đây này. Chị sẽ để xuống đây cho các bạn nhìn thấy nhá. Phần mở bài, dẫn dắt cộng đặt vấn đề. Và cụ thể ở đây là chị đang nêu dàn ý cho cái dạng đề phân tích nha. Các em biết rằng là trong nghị luận văn học thì mình lại chia ra thành khá là nhiều những cái dạng đề khác nhau nữa. Ví dụ như là dạng đề chứng minh nhận định này, dạng đề liên hệ này, dạng đề so sánh này, đúng không? Thế thì ở đây chị đang lấy cái dàn ý của cái dạng đề tiên quyết nhất. Đó chính là dạng đề phân tích. Thì chúng mình sẽ có phần cấu trúc chia ra thành mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài chúng ta có dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Thân bài chia ra thành các luận điểm. Luận điểm 1, tác giả tác phẩm. Luận điểm 2, phân tích làm sáng tỏ giá trị nội dung và nghệ thuật. Luận điểm 3, khái quát vấn đề. Và kết bài khẳng định lại vấn đề, cảm nhận của bản thân. Ui, Nhan Đình Tuyết ơi, thế thì em phải đăng ký khóa học này luôn đi. Tuyết ơi là Tuyết ơi, đúng không ạ? Chị đảm bảo luôn, em sẽ thấy rất đã khi mà kết hợp cái tài liệu đó với cái phần bài giảng này nhá. Bởi vì là đôi khi là các bạn mua về tự học, nhưng mà các bạn lại không nắm bắt được 100% cái tinh thần truyền tải qua tài liệu, đặc biệt là đối với một cái cuốn tài liệu đặc thù giống như khóa cốt. Ngày hôm nay chị đang nói đấy là có vé giảm giá 100k khi mà chúng mình đăng ký cái khóa học này đấy. Và cái khóa học này hiện tại thì mức học phí chỉ là nếu giảm 100k rồi là 499.000 thôi. Nên là nếu như mà các bạn muốn đăng ký để học thật hiệu quả với cái cuốn tài liệu này thì có thể đăng ký nhá Tuyết nhá. Ok không em? Nhá. Rồi. Thì đây chúng ta sẽ có này. Cái cấu trúc này là cái cấu trúc dựa vào cái đáp án đây ạ. Đây. Nhìn đáp án đề thi nhé. Đây ạ. Sao không mở được ta, đợi chị chút. Đáp án đề thi nhá. Đây ạ. Thấy không? Nghị luận văn học nhá. Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Sóng, nhận xét vẻ đẹp nữ tính trong thơ Xuân Quỳnh. Mình thấy cái dạng đề ở thời điểm hiện tại đó chính là dạng đề gì nhỉ? Đó chính là dạng đề phân tích. Nhưng mà phân tích lại ở cái thể nâng cao một chút xíu, đó là có thêm một cái yêu cầu nâng cao nữa. Thì yêu cầu chính của chúng mình ở đây đó chính là cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Sóng. Ok chưa? Còn yêu cầu nâng cao là nhận xét vẻ đẹp nữ tính trong thơ của Xuân Quỳnh. Đúng chưa? Thế thì nhìn này. Thứ nhất, đảm bảo cấu trúc bài văn. Đó là mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề và kết bài khái quát được vấn đề. Ok chưa ạ? Phần B là xác định đúng vấn đề nghị luận. Nội dung nghệ thuật đoạn thơ vẻ đẹp nữ tính trong thơ Xuân Quỳnh. Triển khai. Thí sinh có thể kết hợp nhiều cách nhưng cần vận dụng thao tác lập luận chặt chẽ kết hợp với lý lẽ dẫn chứng đảm bảo các yêu cầu sau. Thứ nhất, phải giới thiệu được khái quát về tác giả Xuân Quỳnh, tác phẩm Sóng và đoạn thơ. Phần này chiếm 0,5 điểm. Có rất nhiều bạn đưa luôn cái phần này lên trên phần mở bài. Chị cảm thấy cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể viết cái luận điểm số 01 để làm cho bài viết của mình chỉn chu logic hợp lý hơn. Thì chúng mình vẫn sẽ được 0,5 điểm mà chúng ta lại có thể thoải mái phát triển cái ý tưởng ở trên phần mở bài nhá. Sau đó phần thân này cảm nhận về đoạn thơ. Đó, sau đó bắt đầu nhận xét vẻ đẹp nữ tính, tức là làm rõ yêu cầu nâng cao. Đó, chú ý về mặt chính tả ngữ pháp, sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc. Ok chưa? Thì đây là chị cho các bạn xem về cái mà chúng ta đang bám sát nhất, đó là barem điểm của Bộ Giáo dục. Thế thì quay về đây chúng mình có được cái phần chúng ta có được cái phần đây ạ. Chúng mình có được cái phần ở đây đó chính là dàn ý cơ bản là như thế này rồi. Đúng không? Thì cái phương pháp mà chị em mình đi cùng với nhau đó chính là chúng mình sẽ luyện tập viết từng phần một. Hướng dẫn các bạn viết từng phần một. À, mở bài, lên ý tưởng thế nào?
triển khai ý tưởng thế nào? Ok chưa ạ? Thân bài viết luận điểm 1 ra sao? Luận điểm 2 thế nào? Luận điểm 3 thế nào? Và kết bài làm thế nào để cho ấn tượng? À thế bảo toàn bảo nhau là viết một cái bài viết theo kiểu đầu cuối tương ứng. Thế thì đầu cuối tương ứng là như thế nào? Đúng không ạ? Đầu cuối tương ứng là như thế nào? Đấy, thế triển khai đầu cuối tương ứng là như thế nào? Thì tất cả những cái đó chúng mình sẽ cùng với nhau làm việc ở trong khóa code chúng mình nhá. Các bạn có thể thấy ở đây, chị đưa ra cái đặc điểm chung về thể loại. Và nếu như bạn nào có thời gian tìm hiểu về chương trình mới thì có thể thấy cái khóa code này của chị Hiên năm nay đã là năm thứ 3 rồi. Mà chị đã đi từ cái thể loại này từ năm thứ 3 rồi. Nên thậm chí là chúng ta nhìn thấy được một cái giao điểm giữa chương trình mới cộng với cả cái khóa học mà chị Hiên đang hướng dẫn cho chúng mình ở đây các em ạ. Đó, những cái đặc trưng về thể loại này thì chị sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn khi các bạn tham gia vào trong khóa học code nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy cái chiến thuật làm bài của chị đó là chúng mình sẽ viết từng phần thật hay. Thì đây ví dụ. Đấy, viết từng phần thật hay đây. Các cái cách mở bài nhá. Các cách mở bài dùng được cho đa dạng các dạng đề nhá. Ok không ạ? Các cách mở bài viết được dùng được cho đa dạng các dạng đề. Đó, và tất cả những cái này thì chúng mình sẽ cùng với nhau chờ đợi nhau ở trong khóa học code nhá. Thân bài, cách viết luận điểm 1 này. Đấy, cũng có công thức cụ thể và triển khai công thức đó như thế nào cụ thể. Ok chưa ạ? Được không? Sau đấy thì có thêm bài luyện tập nhé. Sau mỗi phần phương pháp là có một cái đề bài luyện tập. Và chị tin chắc chắn rằng là từ cái đề bài luyện tập này, các em áp với cái phương pháp ở phía trên và soi vào cái đề bài luyện tập này thì các bạn sẽ thấy là ồ, thì ra viết nghị luận văn học chưa bao giờ khó cả. Và kể cả cái việc viết hay cũng chưa bao giờ khó hết. Chỉ là từ trước đến giờ mình chưa tìm ra cách để mình làm cho nó hay và tiết kiệm thời gian thôi. Nhưng các em ơi, chị ở đây với các em là vì điều đó. Và chúng mình gặp nhau trong cái khóa code là vì điều đó các bạn ạ. Được không nào? Chị ở đây chị đợi các bạn là vì điều đấy. Và chị cũng nghĩ rằng là sứ mệnh chúng ta gặp nhau trong cái khóa code này chính là chúng ta làm tất cả những cái điều đấy. Được không nào? Nên rất hy vọng sẽ được gặp các bạn nhé. Tương tự như vậy ở đây vẫn là phân tích cảm nhận thơ này. Mình có thêm những cái phần đó mà trong cái khóa này cũng có tài liệu nhá. Những cái tài liệu thêm cho các bạn nữa để các bạn có thể, để các em có thể học hỏi thêm. Nó sẽ là một cái kho tài liệu siêu to khổng lồ dành cho chúng mình đấy. Được không nào? À, tài liệu này chị có share không ạ? Em ơi, đây là tài liệu dành cho các bạn tham gia trong khóa học code văn cùng với chị. Nên chắc chắn là chị sẽ không thể share cho các em được rồi. Mà thật ra cái tài liệu này nó cũng chỉ là một cái tài liệu nhỏ thôi. Nó sẽ bao gồm rất nhiều những cái phần tài liệu khác nữa chúng mình ạ. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, ví dụ ở đây nói về phần mở bài, chúng mình sẽ có những cái cách để viết, những cái cách đa dạng, đúng không ạ? Những cái cách để sử dụng cho những cái phần bài viết sử dụng cho đa dạng các cái dạng đề khác nhau. Cuộc sống có thật nhiều những điều kỳ diệu, nhưng nó lại giống như sự tất yếu. Hệt như bông hoa hồng ở lại với cuộc đời nhờ hương thơm ngọt ngào say đắm, không nồng nàn như hoa cúc hay ngọt ngào như ngọc lan. Loài chim sơn tước ở lại giữa đời bởi tiếng hót thiết tha vút lên giữa dàn đồng ca của núi rừng. Điều tất yếu ấy khiến người đọc mang trong mình, mang trong lòng một nỗi băn khoăn. Có phải điều còn lại đối với mỗi nhà thơ chính là giọng điệu của riêng mình, và sau đó dẫn vào giọng điệu của cái nhà thơ mà các em đang muốn đề cập, sau đó dẫn vào phần tác phẩm. Ok chưa ạ? Các bạn thân mến, các em có muốn gặp chị ở trong khóa học code văn không? Các em có muốn nhận cái file tài liệu này không? Và các em đã sẵn sàng để chị Hiên có thể bước vào cùng với chúng mình trong cái tiến trình cùng tìm hiểu về khóa học code văn ở trong tuần tới không? Các em đã sẵn sàng để viết một bài nghị luận văn học hay chưa? Các bạn đã sẵn sàng để chào đón những điểm 8 cộng 9 cộng đầu tiên trong những phần bài viết của mình chưa? Nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi, thì hãy nhanh chóng đăng ký khóa học code văn để chị được đồng hành cùng với chúng mình nhé. Đáng lẽ là chị sẽ còn phát trực tiếp cùng với các em lâu hơn một chút xíu nữa.
Nhưng mà như chị đã nói rồi, ngày hôm nay giọng chị vẫn chưa được tốt lắm. Trong lúc phát cùng với các bạn thì vẫn cứ ho đấy, chứ không phải là không ho. Nhưng mà đã hẹn chúng mình rồi thì nhất định là phải có trách nhiệm. Và phải có một cái gì ạ? À, đã hẹn lại rồi thì phải có trách nhiệm. Và chị đang rất cố gắng để truyền tải cái ngọn lửa đó đến với các em và muốn nói với các em một điều rằng nghị luận văn học không khó. Và chỉ cần chúng ta có đủ lòng can đảm để chúng mình viết những cái bài nghị luận văn học hay thôi thì chắc chắn chúng mình sẽ làm được. Và chị nhắc lại một lần nữa nhá, là tuần tới thì khóa học cốt văn sẽ chính thức khai giảng. Và hiện tại đang có một cái ưu đãi giảm đến 100k học phí dành cho các bạn. Khóa học này chỉ có mức học phí là 499.000 thôi. Hãy thử trải nghiệm một khóa học cùng với Học Văn Chị Hiên xem. Được không ạ? Chị tin chắc là các bạn sẽ thu nhận được rất nhiều thứ và nhớ là chúng mình sẽ còn được tặng kèm một cái cuốn tài liệu này. Tham gia khóa học lại còn có quà tặng kèm nhé. Đó là, đây ạ, à, được chưa nào? Đó là cái tài liệu khóa học cốt văn nha. Ok chưa nào? Chị rất hy vọng là có thể được gặp các bạn trong khóa học cốt văn cùng với chị. Và nhớ nhá, nếu có bất cứ băn khoăn gì, các em có thể nhắn tin cho chị để chị hỗ trợ thêm cho chúng mình nữa. Tức là giảm xuống còn 499, bởi vì học phí của chúng mình hiện tại là 599 mà. Thế nên hãy nhanh tay đăng ký nha. Và chị Hiên hẹn gặp lại chúng mình để cùng nhau thiết lập những cái bài viết nghị luận văn học thật là hay và thật là ấn tượng nhỉ. Còn ngày hôm nay rất cảm ơn chúng mình. Bây giờ thì hãy đi tìm group, lập nhóm 5 người đi thôi để được giảm học phí. Tức là lập một cái group 5 người cùng đăng ký thì chúng mình sẽ được giảm học phí từ 599 xuống 499, tặng kèm một cái cuốn sách đó và tham gia trong một cái khóa học cùng với chị. Cái bản chất, cái tính chất hay nói cách khác là cái chất lượng lớn nhất được đánh giá sẽ là qua khóa học. Nên chúng mình cứ phải tham gia khóa học thì chúng mình sẽ tiếp nhận được nhiều thứ nhất các em nhá. Còn bây giờ thì đăng ký học như thế nào vậy chị? À, Cát Tiên Trương, các em ơi, các em có thể nhắn tin cho chị để chị ghép nhóm luôn cho các em. Hoặc là các em nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nhá. Chị sẽ check tin nhắn, ok không? Bởi vì có nhiều tin nhắn chờ quá. Nhưng các em nhắn đi, chị sẽ ưu tiên check tin nhắn cho các bạn trong ngày hôm nay nhá. Được không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhá. Hẹn gặp lại trong khóa học cốt văn nha. Bye bye!